anh nhé. Thì hôm nay trên tour này về một cái đài bay DZ chip của Walter và Paramet Namina, lắp cho nhiều dòng chip, giải chung chip đây, hãng DZ của Nhật 100% nhé, BT50 bao đẹp bao chuẩn cho anh em. Hàng bãi mới về 100% dỡ công. Hàng bao đẹp cho anh em, chuyên phay thép, phay inox. Hiện nay có một số dòng chip Walter màu xám chuyên phay inox 304 316. Hàng này thì rất là trâu bò, ăn tua trọng ra. Đây là đang lắp một con Lamina chứ. Lamina chip châu Âu. Đây là chip Walter. Dòng này thì đang rất là hot. Chuyện mới nhập về được BT50 của Bích nhé, rất là đẹp. Anh em nào cắt thì đã xài qua rồi thì biết. Anh em nào chưa cắt thì chuyên hướng dẫn chế độ cắt cho, ăn rất là tuyệt vời. Và một số chip đây có được mấy con, 2 4 6 8 10, 12, 14, 16, 18, 20 con chip, 21, 20, 21 chip thì chưa sẽ tặng luôn theo đài. Và cái đài này nó đã không có một cái tay siết thì chưa sẽ tặng một cái tay siết, tay siết zin của Nhật đó. Chuyên sẽ tặng tay siết zin cho anh em nào. Đấy, đây là cái T20 nhé, T20 của Japan. Đó. Cái đài này là 160. Chip bát giác nhé, hàng 8 cạnh. Đó. Thì anh em nào quan tâm thì liên hệ chuyên qua số điện thoại 0989821011, liên hệ ngay, hàng rất là hiếm, chỉ có một cái mà thôi, lâu lâu mới được đài bãi này về. Hàng rất là đẹp nhé, nói chung là trên cao tuyệt vời. Anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ ngay, anh em nói nhanh chân thì được, chậm chân là mất, không còn hàng. Xem được thì liên hệ sớm. Còn anh em nào xem thấy video hay, không có nhu cầu mua thì dành cho chuyên một like và một chia sẻ, và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Anh em nhớ chia sẻ để cho bạn bè biết tới chuyên tool nhiều hơn, để săn được những sản phẩm tốt nhất, giá trị nhất. Chuyên thì hàng ngày hàng giờ đang về rất là nhiều hàng đây. Đó. Đây là cán 12. Còn đây là cán 16 hết. Cán gen lỗ. Mới kem 100%, cán này mới, cán 12C06 rất là đẹp. Đó. Rồi, mới về nhé, anh em cần cái gì thì liên hệ chuyên. Đó. Điện thoại là 0989821011, anh em xem được thì nhớ chia sẻ cho bạn bè người thân được biết, và anh em trên mọi miền được biết đến chuyên tool nhiều hơn. Và đừng
đừng quên like, chia sẻ và nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Chia sẻ cập nhật những review, những sản phẩm xịn sò nhất cho anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chúc anh em một buổi tối thật nhiều sức khỏe. Xin chào anh em.